chiêm ngưỡng bộ chén dĩa đặc biệt tại tiệc chiêu đãi các nhà lãnh đạo APEC. 29 sản phẩm đặc biệt cao cấp được thiết kế theo phong cách đẳng cấp hoàng gia và trang trí tinh xảo với hai màu chủ đạo là vàng nhạt và xanh cobalt. Tối ngày 10 tháng 11, tiệc chiêu đãi các nhà lãnh đạo APEC cùng phu nhân phu quân diễn ra tại khách sạn Neraton Đà Nẵng. Bộ sản phẩm Hoàng Liên do công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Long 1 chế tác được chọn phục vụ tại bữa tiệc này. Bộ bát dĩa gồm 29 sản phẩm đặc biệt cao cấp được thiết kế theo phong cách đẳng cấp hoàng gia và trang trí tinh xảo với màu chủ đạo là vàng nhạt và xanh cobalt, còn gọi là màu blue Huế. Ý định thực hiện bộ sản phẩm đặc biệt này đã được nung nấu từ lâu, đó là suy nghĩ của chính nghệ nhân Lý Ngọc Minh, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Long 1, rằng Việt Nam hoàn toàn có thể làm được một bộ sản phẩm phục vụ chính khách đúng nghĩa xứng tầm. Minh Long mất hơn 2 năm để chuẩn bị các sản phẩm đặc biệt phục vụ APEC 2017 này. Hành trình đầy tâm huyết ấy của công ty gốm sứ số 1 Việt Nam bắt đầu với 6 tháng phát thảo ý tưởng và 1 năm ròng để thể hiện bằng thiết kế hình họa 3D. Kế tiếp là giai đoạn sản xuất sản phẩm mẫu để đánh giá và hiệu chỉnh. Cũng từ đây, với nửa năm, mỗi sản phẩm được nghiên cứu kỹ càng, trải qua hàng chục kiểm định khác nhau, đồng nghĩa với việc yêu cầu mọi chi tiết, dù nhỏ nhất cũng phải thật hoàn hảo. Không chọn nhiều họa tiết rườm rà kiểu cách, Minh Long dùng hình tượng loài hoa sen bình dị, kết hợp với dương sĩ làm họa tiết chủ đạo. Trong đó, hoa sen là quốc hoa của Việt Nam được nhiều người yêu thích, với vẻ thanh tao nền nhã, tượng trưng cho lối sống giản dị, hiền hòa. Còn dương sĩ là loài cây có mặt sớm nhất và trường tồn bất biến theo thời gian. Từ những hình tượng có ý nghĩa đó, Minh Long khéo léo nghệ thuật hóa sống động, biểu đạt lại bằng các nét vẽ nhẹ nhàng, phúc hậu trên từng sản phẩm. Với tất cả nỗ lực của hơn 30 người, lên ý tưởng và thiết kế trong vòng nửa năm để cho ra họa tiết sen phù hợp. Đó là câu chuyện đủ thử thách sự nhẫn nại của những nghệ nhân giàu kinh nghiệm nhất. Nguyên liệu đất để chế tác được hội tụ từ nhiều địa danh trên thế giới, trong đó 40% là đất từ các mỏ cao lanh tại Việt Nam, được tuyển chọn từ cả 3 vùng miền, còn lại là đất được tinh chuyển từ các mỏ đất quý ở vùng Trung Đông, New Zealand, Ấn Độ, Canada, Mỹ, Nga, Hàn Quốc, Đức, Pháp và Trung Quốc. Nổi bật bộ sản phẩm là khay ăn chính, có kích thước siêu lớn và nắp đậy lấy ý tưởng từ biểu tượng trời tròn đất vuông. Trong đó khay chính với kích thước siêu lớn và phẳng, có cấu trúc mềm mại như lụa. Để có đầy đủ các sản phẩm đặc biệt phục vụ sự kiện đối ngoại quan trọng nhất năm, hệ thống máy móc hiện đại, đội ngũ kỹ thuật cùng các nghệ nhân giàu kinh nghiệm của Minh Long đã dành thêm 4 tháng nữa để chăm chút tỉ mẩn trang trí và theo dõi từng sản phẩm một ra lò, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất về chất lượng, kỹ thuật mà mỹ thuật của lĩnh vực sản xuất gốm sứ thế giới hiện nay. Bộ sản phẩm Hoàng Liên được chế tác theo phong cách tinh tế, trang nhã, nhưng sang trọng và quyền quý theo lối hoàng gia, với hai màu chủ đạo là vàng nhạt và xanh cobalt. Nắp đậy to tròn với núm sen vàng sang trọng được thiết kế theo phong cách quyền quý, hội đủ nhiều kỹ thuật sản xuất tinh tế nhất hiện nay. Các sản phẩm đựng gia vị được trau chuốt thiết kế kiểu dáng đẳng cấp. Một sản phẩm đặc biệt khác là thố súp với phần lòng thố được thiết kế đặc biệt có hai lòng, giúp giữ nguyên độ nóng của món ăn lên đến 30 phút. Điểm nhấn của bộ sản phẩm phục vụ các nguyên thủ là dầu rót sốt được cách điệu với chi tiết đầu rồng, mỏ phượng, ngậm ngọc từ bộ phận quai cầm của sản phẩm. Bộ ly kem bằng sứ nhưng mỏng, nhẹ, có thiết kế mảnh mai với dáng điệu lãng mạn. Đây là chế tác phá cách được lấy cảm hứng từ vẻ ngoài kiêu sa của phái đẹp, thể hiện đẳng cấp tinh tế của người thưởng thức. Bộ cà phê với dung tích 1,5 lít lần đầu xuất hiện trong dáng vẻ hoàn toàn mới, được thiết kế và trang trí hài hòa với đường nét thanh thoát, sắc sảo, cũng là một chế tác nổi bật mang đậm phong cách hoàng gia. Các bộ trà, bộ gia vị, bộ thố, tô đựng salad, các loại đĩa nhiều kích cỡ khác nhau, được thiết kế theo hai lối Âu và Á kết hợp, cùng làm nên vẻ đẹp hoàn chỉnh cho bộ sản phẩm để người chiêu đãi linh hoạt lựa chọn áp dụng theo thực đơn.
Nghệ thuật biểu đạt văn hóa Việt Nam trên từng sản phẩm phục vụ APEC là điều Minh Long đặc biệt chú trọng. Quan niệm nghệ thuật là cầu nối, cũng là thứ ngôn ngữ truyền tải văn hóa hiệu quả nhất. Theo đó, mỗi sản phẩm được coi như một sứ giả quảng bá nét đẹp truyền thông, văn hóa đất nước mình với bạn bè quốc tế. Đa dạng sản phẩm nhưng thể hiện sự đồng nhất, bộ hoàng liên gồm đầy đủ các dụng cụ với các chức năng phục vụ bữa tiệc trang hoàng, quyền quý, 15 công đoạn tiêu biểu từ thiết kế, chế tạo khuôn, tinh chọn nguyên liệu đến thành phẩm đều đòi hỏi nhà chế tác phải cân nhắc kỹ lưỡng, miệt mài sáng tạo và trải qua nhiều cuộc thẩm định khác nhau để tạo nên đẳng cấp cùng chất lượng đặc biệt nhất. Ông Lý Ngọc Minh cho rằng, với những sản phẩm tài trợ cho sự kiện quốc tế lớn nhất năm này, Minh Long kỳ vọng muốn giới thiệu với thế giới rằng Việt Nam chúng ta có những sản phẩm tuyệt đẹp, có những con người tài hoa đã làm nên chúng. Từ đó, người Việt hoàn toàn có thể hãnh diện vì văn hóa của đất nước mình, họa tiết cũng như mỹ thuật mà nước mình sáng tạo ra.